Hello, em chào tất cả các bác nhá. Em lại chuẩn bị ra tác phẩm mới nên là em lại quay review cho các bác xem nhá. Đây ạ. Trước mặt các bác đây là tác phẩm Di Lạc Cầm Như Ý nhá các bác nhá. Đấy, em quay cho các bác xem này. Đấy. Dáng cụ rất chi là phiêu luôn. Chất liệu là sụn nương ta liền khối 100% nhá các bác nhá. Đây ạ. Các bác nhìn không ạ? Thần thái ngài rất chi là đẹp luôn. Em quay gần cho các bác xem thần thái của ngài nhé. Đấy ạ. Các bác nhìn ứng mắt ạ. Em quay xa cho các bác nhìn tổng thể nhá. Đây là tình tổng thể ngoài. Bên dưới kia là cái đôn kia là vũ hương xá xị nha mọi người, rất là thơm. Đây, em quay xa cho các bác nhìn tổng thể này. Đấy. Các cái tượng mà chế tác có thế lúa tự nhiên này thì nó rất là độc đáo nha mọi người nhé. Nó là cái ưu điểm của cái tác phẩm chế ra thế lúa tự nhiên này là không hoa nào là giống hoa nào. Em quay vùng quanh cho các bác xem nhá. Đây ạ, đây là mặt sau đây ạ. Mặt sau thế lúa cũng rất xin lực phiêu luôn. Đây là mặt kế bên đây. Em quay cho các bác này. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Đấy. Những cái tác phẩm như này thì các bác trưng ở trong nhà nó không đụng hàng. Chắc chắn là các bác luôn là không pho lào là giống pho lào. Và mỗi pho là một kiểu dáng khác nhau mà. Đúng không ạ? Đấy. Hàng này là em mới phá thô ra thôi. Đâm ra là các bác em chưa làm hoàn thiện, hôm nào hoàn thiện em là quay video tiếp cho các bác xem. Đây ạ. Đấy. Thì bác nào vào xem video cũng nhớ chung tay chia sẻ để em phát triển kênh, để giúp mọi người có thể sở hữu các tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ siêu độc đáo với giá tại xưởng luôn nhé mọi người nhé. Giá tại xưởng luôn. Và bác nào có những cục gỗ nào mà thế nó kỳ quái thì em cũng xin phép là nhận gia công luôn. Bác nào có gỗ thì thuê em đục cho cũng được. Em sẽ chế tác cà phê gỗ tự nhiên cho các bác nha đây ạ. Đấy, nhìn mặt nào cũng đẹp luôn nhá mọi người nhá. Nhìn nghiêng, nhìn ngả, nhìn dọc, nhìn ngang đều đẹp hết ạ. Đây em quay cho các bác này. Diện ngả đẹp, nhìn hướng nào cũng đẹp luôn đấy ạ. Đấy, bác nào có dịp mà về làng nghề Đông Giao Hải Dương chơi thì ghé qua xưởng em. Em rất hân hạnh được có tiếp các bác qua bên em giao lưu, uống trà cũng như là ngắm tượng các bác nhá. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bác.